Xin chào tất cả các bạn, thì Bảo Trâm rất vui vì hôm nay ở đây có thể chia sẻ với các bạn về học bổng A-Star. Đó là học bổng dành cho các bạn trẻ, những bạn học sinh lớp 9 và lớp 10 đã được thực hiện hàng năm tại nhiều nước thuộc khối ASEAN, Nam Á như là Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam. Vậy thì học bổng A-Star là gì? A-Star gọi tắt của từ Agency for Science, Technology and Research, đó là cơ quan khoa học, công nghệ và nghiên cứu của chính phủ Singapore. Đây là cơ quan cấp học bổng mang tên Young Research Achievement Program, học bổng nhà nghiên cứu trẻ ở Việt Nam thường được gọi là A-Star. Và tại Việt Nam thì sau nhiều năm hoạt động đến nay thì chương trình đã cấp cho hàng trăm học sinh của các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và các tỉnh thành khác nữa. Và để nhận được học bổng thì các bạn học sinh phải tham dự một cuộc thi trong 2 ngày gồm có thi viết và phỏng vấn trực tiếp. Thi viết là các bạn sẽ phải trải qua vài thi trắc nghiệm chỉ số IQ, thi toán và thi Anh ngữ. Những bạn nào đạt tiêu chuẩn thì sẽ được mời vào phòng phỏng vấn ngay vào ngày hôm sau. Trong quá trình học tập tại Singapore thì các bạn sẽ được miễn toàn bộ chi phí như là học phí, các chi phí sinh hoạt khác như là tiền ăn, ở, bảo hiểm hay là y tế. Ngoài ra thì sau 2 năm các bạn sẽ được hỗ trợ vé máy bay để về thăm gia đình. Và điều đáng chú ý là các bạn sẽ không hề bị ràng buộc gì sau 4 năm học phổ thông tại Singapore theo cái chương trình học bổng này. Và sau khi học xong phổ thông thì những bạn học sinh xuất sắc sẽ có thể nhận học bổng tiếp ở những trường tại Anh, Mỹ. Các bạn cũng có thể quay trở về Việt Nam học tập và làm việc hay là tiếp tục học tập tại các trường học ở Singapore. Và theo chương trình dự kiến thì số lượng học bổng sẽ là từ 30 cho đến 50 suất cho các tỉnh thành của Việt Nam. Và có điều thì chương trình học bổng A-Star mỗi năm sẽ được phân bổ tùy trường cụ thể. Do đó nếu muốn biết là xem cái trường mình hiện có được phân bổ hay không thì bạn nên hỏi về ban giám hiệu xem trường của bạn đang học năm nay thì có thuộc cái sự phân bổ của học bổng A-Star hay là không. Còn về số lượng học bổng thì sẽ có thể tăng lên hoặc là giảm xuống tùy theo chất lượng bài thi của các bạn. Và kỳ thi dành cho các bạn lớp 10 thường là vào tháng 9, còn thời gian thi của các bạn học sinh lớp 9 là thường là vào tháng 1 hàng năm. Các bạn học sinh sẽ được bắt đầu khóa học vào tháng 1 của năm sau nữa. Và A-Star thì có 4 phần thi, đó là GAT, Toán, Anh văn và phỏng vấn. GAT là loại viết tắt của từ General Ability Test. Đây là phần thi nhằm kiểm tra tổng quát năng lực. Mục đích của bài thi này là nhằm đánh giá cái khả năng tư duy và suy luận logic ở tốc độ nhanh và thật là chính xác. Phần thi này thì gồm 60 câu trong vòng 20 phút, toàn là các câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng là hình ảnh, chia làm 5 phần với mỗi phần thì gồm 12 câu, tăng dần theo cái độ khó. Còn về toán thì gồm 35 bài, các bạn sẽ thi trong vòng 2 tiếng với nội dung bằng tiếng Anh và không được sử dụng từ điển, không sử dụng máy tính. Tuy nhiên thì mỗi các bạn thí sinh sẽ được phát một cái bản chú giải các thuật ngữ trong này. Nội dung về phần toán thì như là số học, đó là về số nguyên tố, số nguyên, số tự nhiên, trục số, tia số hay là lũy thừa. Còn về đại số thì là phương trình bậc 1, bậc 2 hay là hàm số. Về hình học đó là về đường thẳng và các góc, hình tam giác, tứ giác và đa giác. Còn những dạng khác thì các bạn sẽ phải giải thích về hình vẽ, quy luật về số hay là chữ cái. Còn bài thi về Anh văn thì gồm 2 phần trong vòng 2 tiếng. Các bạn thứ nhất là đọc hiểu, trắc nghiệm và điền từ, cái này sẽ làm trong vòng 1 tiếng rưỡi. Còn các bạn sẽ viết một bài luận khác là trong vòng 30 phút. Thì bài thi này sẽ xoay quanh các vấn đề về đời sống xã hội thường ngày. Những vấn đề bài luận thì rất là tự nhiên, nhà trường ra đề không theo một cái khuôn mẫu nào cả. Còn về vấn đề phỏng vấn thì sẽ do đại diện chính phủ Singapore trực tiếp phỏng vấn nhằm đánh giá cái khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh, sự trưởng thành cũng như là sự tự tin, mức độ thích ứng với môi trường và cá tính của từng bạn học sinh. Đây là phần thi cuối cùng sau khi mà bạn đã vượt qua được phần thi viết đầu tiên. Và phần thi phỏng vấn sẽ do 5 đại diện dẫn dắt, 2 người sẽ xem xét hồ sơ của bạn, 2 người sẽ xem bài thi và thầy hiệu trưởng sẽ là người trực tiếp phỏng vấn bạn. Nội dung thì sẽ xoay quanh những câu hỏi rất là tự nhiên đời thường trong cuộc sống. Họ có thể hỏi bạn về gia đình, tương lai của bạn, tình hình học tập của bạn, như thể là 2 người đang ngồi nói chuyện với nhau, tùy vào từng người mà cuộc phỏng vấn sẽ dài hay là ngắn. Và điều đặc biệt là lợi ích khi các bạn được nhận học bổng A-Star đó là các bạn sẽ được 100% học phí trong vòng 4 năm học của mình ở đây, được ở lại ký túc xá của nhà trường suốt thời gian học mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Ngoài ra bạn còn được trợ cấp thêm 2.200 đô la Singapore mỗi năm cho 2 năm đầu tiên, và các bạn sẽ được trợ cấp 2.400 đô la Singapore cho 2 năm tiếp theo. Và đầu tiên các bạn sẽ được trợ cấp 200 đô la Singapore để ổn định khi mới sang đất nước này. Một vé máy bay khứ hồi hẹn thượng hẹn Việt Nam Singapore khi mới bắt đầu và kết thúc vào 4 năm học. Bên cạnh đó các bạn còn nhận được một vé máy bay khứ hồi hạng thương để về thăm nhà sau khi mà kết thúc 2 năm đầu tại đây. Các bạn cũng được trợ cấp y tế và chính sách bảo hiểm hoàn toàn. Bên cạnh đó các bạn không bị ràng buộc nghĩa vụ với chính phủ sau khi tốt nghiệp.
Và công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của rất nhiều trường tại Singapore. Bất kỳ thắc mắc nào các bạn cũng có thể liên hệ công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 để gặp các chuyên viên tư vấn để có thể giải đáp thắc mắc của tất cả các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn để có thể cập nhật hoặc là xem xét thêm nhiều cái thông tin mà mình cần biết. Và cuối cùng thì các bạn hãy nhớ subscribe du học Tân Đại Dương để có thể theo dõi thật nhiều clip và các bạn cũng từ đó mà có thể rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân của mình nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo dõi một clip chia sẻ của một bạn học sinh đã đậu visa du học Singapore các bạn nhé. Chị xin chào Ngọc Dung. Em chào chị. Ngọc Dung có thể giới thiệu đến với các bạn một ít về bản thân của em được không? Mình tên là Đặng Ngọc Dung và mình quê của mình ở Vĩnh Long, nhưng mà mình học ở thành phố và mình học tại trường đại học mở và vừa tốt nghiệp vào tháng 5 năm nay. Rồi, cho chị hỏi một chút á, là lý do vì sao em lại chọn Singapore để làm điểm đến du học của mình ha? Dạ thưa chị, là tại vì đầu tiên là em rất thích Singapore và vì rất là đẹp và hiện đại. Thứ hai là em cũng biết Singapore là một trung tâm kinh tế của châu Á, thì vì cho nên là nó sẽ tạo cho em rất là nhiều cơ hội học tập cũng như làm việc tại nơi đây. Em có thể cho chị hỏi là cái lộ trình khi em qua Singapore học thì nó như thế nào vậy em? Dạ thưa chị, là em không học khóa tiếng Anh ở bên Singapore mà em luyện IELTS cấp tốc ở đây và em đủ điểm được nhận vào trường cho nên là em nộp hồ sơ ở đây. Thì em có được nhận học bổng của trường Curtin khoảng hơn 2.500. Vậy là mình sẽ vào thẳng cái khóa chính của trường luôn. Dạ đúng rồi. Em tìm đến công ty du học Tân Đại Dương và được chị Sa giới thiệu cho em khá là nhiều trường cũng rất nổi tiếng của Singapore, và em đã chọn trường Curtin Singapore là điểm đến của mình. Em cũng đọc nhiều về Curtin và em thấy chương trình nó phù hợp với mình, cũng như là đội ngũ giảng viên của Úc được đào tạo rất là chuyên môn, cho nên là em tin tưởng vào môi trường này. Rồi, nếu vậy em có thể cho chị hỏi là cái dự định trong tương lai của em sau khi học ở Singapore xong sẽ như thế nào vậy em? Dạ thưa chị, em cũng có được một chị đại diện của trường Curtin nói là sau khi em học xong là khoảng vào tháng 10 năm sau, thì đó là thời gian mà các công ty tuyển dụng nhân sự vào. Dạ nếu như mà may mắn được thì em được nhận việc ở Singapore thì em sẽ cố gắng làm trong 3-4 năm rồi sau đó là về Việt Nam. Thế vậy thì cảm nhận của em khi làm hồ sơ đây như thế nào? Dạ thưa chị, là các chị ở đội ngũ tư vấn thì giúp đỡ em rất là nhiều, cũng như là động viên em trong quá trình làm hồ sơ để mà có thể hoàn thành hồ sơ. Em cũng có đọc báo như là tìm hiểu trên mạng, và em tìm hiểu trên kênh YouTube thì em thấy Tân Đại Dương là một nơi tư vấn du học rất là an tâm, và dạ, em tin tưởng vào công ty du học Tân Đại Dương. Rồi. Bây giờ thì em đã có student pass và được nhận vào trường Curtin. Nếu mà bạn bè hoặc là người thân của em có ý định đi du học thì em chắc chắn sẽ giới thiệu công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, tại vì nó là một công ty du học rất là an tâm và uy tín, và cũng như là đội ngũ cán bộ ở đây thì rất là nhiệt tình và chu đáo. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Dung cũng như là những tình cảm đã dành cho toàn bộ đội ngũ của nhân viên Tân Đại Dương nha. Dạ. Rồi, chị chúc em là qua bên đó học thật tốt và có thể thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ. Dạ, cảm ơn. Và vừa rồi thì Ngọc Dung cũng đã chia sẻ cho chúng ta biết lý do vì sao bạn lại chọn Singapore du học, cũng như là cái quá trình học tập của bạn như thế nào. Thì các bạn nào cũng đang có ý định du học, các bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể mang hồ sơ đến ngay các công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.